Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và tôi là Kiều Anh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong clip hôm nay. Hôm nay trong clip này thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới quý vị công dụng của viên tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị cũng như là ngăn ngừa căn bệnh ung thư. Ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm hàng đầu trên thế giới hiện nay. Ung thư ảnh hưởng tới mọi người là gánh nặng lớn cho bệnh nhân, gia đình và xã hội. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Nguyên nhân gây ra bệnh ung thư thì có từ hai phía. Thứ nhất là ung thư di căn và thứ hai là ung thư do tác động từ môi trường bên ngoài, chẳng hạn như là việc chúng ta tiêu thụ quá nhiều các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc chứa chất độc hại hay việc phải sống trong môi trường ô nhiễm. Thì một trong những biện pháp phòng chống ung thư hiện nay được rất nhiều người sử dụng cũng như là việc tăng cường sức khỏe cực kỳ tốt, đó chính là việc sử dụng tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc. Trang Song Won trong việc là phòng chống ung thư. Trong tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc thì có chứa hơn 5.000 các loại hợp chất hữu cơ tự nhiên cùng rất nhiều các hoạt chất có tác dụng dược lý mạnh mẽ đối với cơ thể. Viên tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc thì có tác dụng là chống oxy hóa, chống nhiễm khuẩn, kháng khuẩn và chống nấm. Tinh dầu thông đỏ thì được điều chế ở nhiều dạng khác nhau như là các loại dầu thiết yếu, viên nang tinh dầu thông đỏ và các loại xà phòng chiết xuất từ tinh dầu thông đỏ thì chứa khá là nhiều dưỡng chất và những mối quan hệ từ các thành phần của nó. Cây thông đỏ thì có chứa protein hữu ích. Ờ, như quý vị đã biết thì protein là một trong những thành phần thiết yếu nhất cho tế bào của cơ thể. Tiếp theo một hợp chất nữa có chứa trong cây thông đỏ Hàn Quốc đó chính là vitamin A. Ờ, vitamin A thì là một trong những chất giúp chống oxy hóa mạnh mẽ và cũng như việc là chống lại các gốc tự do hay là làm chậm quá trình lão hóa. Vitamin A thì sẽ giúp duy trì chức năng thần kinh của chúng ta này uh, Thị lực hay là giữ cho làn da của chúng ta luôn khỏe mạnh Thứ ba đó chính là caroten uh, Cây thông đỏ thì chứa caroten Và cơ thể của chúng ta thì có thể chuyển caroten thành vitamin A Và cung cấp thêm khả năng chống oxy hóa Và chất thứ tư nữa đó chính là sắt Cây thông đỏ thì chắc chắn là chứa một lượng sắt rất cao Khoáng chất này thì cần thiết giúp sản xuất hồng cầu và giúp mang oxy đến máu tiêu thụ đủ chất sắt cũng giúp ngăn ngừa những thiếu sót, chẳng hạn như là thiếu máu hay là ho. Thứ năm là rutin. Tinh dầu thông đỏ chứa rutin, một sắc tố thực vật có tính chất chống oxy hóa vô cùng to lớn. Nó cũng đã được hiển thị để tăng cường mạch máu và có thể giúp đỡ với căn bệnh tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch, bệnh trĩ hay là chảy máu nội bộ. Và tất cả những hợp chất tự nhiên này thì đều cho thấy là hiệu quả chống oxy hóa mạnh mẽ của cây thông đỏ cũng như là khả năng làm sạch và giải độc cơ thể. Có rất nhiều công dụng của cây thông đỏ mà bạn có thể tìm thấy các chiết xuất này từ thiên nhiên. Tinh chất này trong tinh dầu thông đỏ thì có thể là bổ sung chất chống oxy hóa hay là bổ sung sắt cũng như là khoáng chất thiết yếu. Và từ lâu thì nó đã được sử dụng như là một liệu pháp giúp làm sạch cơ thể. Ở quý vị có thể là sử dụng tinh dầu thông đỏ để uống ngay trong hôm nay hoặc là quý vị sử dụng cây tinh dầu thông đỏ như là một chất khử trùng. Tinh dầu thông đỏ thì còn có hương thơm dịu nhẹ và đem lại cảm giác thư giãn, thoải mái. Các bạn nên nhớ thì chỉ nên sử dụng tinh dầu thông đỏ khi đã pha loãng và có thể pha loãng chúng với dầu ô lưu hoặc là trong nước. Ngoài sự hỗ trợ mạnh mẽ trong việc phòng chống cũng như là hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư thì tinh dầu thông đỏ còn hỗ trợ được những căn bệnh khác như là cao huyết áp, sơ cứng động mạch, tráng kiện, bổ máu, chữa chứng đau dây thần kinh, làm đen tóc, giảm mệt mỏi, Uh, tiểu đường hay là giúp tiêu hóa tốt hơn. Nếu như các bạn còn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc ở đâu để có thể là yên tâm sử dụng nhất, thì hãy ngay lập tức liên hệ tới số hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc cũng như là nhận được những ưu đãi đặc biệt dành cho sản phẩm này hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã đem đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích kêu anh xin chào và hẹn gặp lại